Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 2 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport ạ. Chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport nó sẽ có hai phiên bản cho anh em lựa chọn là bản máy dầu bản 2 cầu và bản máy dầu bản một cầu ạ. Khi mà sang tháng 5 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe thứ giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nắm bánh và các chương trình khuyến mãi ạ à. Ok, em phép đi vào vấn đề chính luôn ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport Máy dầu bản một cầu ạ à. Với giá mít của chiếc xe này đang là 1 tỷ 110 triệu ạ khi mất dụng các chương trình khuyến mại Trong tháng 5 này Nam Yên Nội đang là 1 tỷ 144 triệu ạ Còn Trả Góp thì đang là 365 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 104 triệu Trả Góp thì đang là 325 triệu ạ Tổng ăn bánh ở tỉnh còn thấp hơn So với cả Gián Miết anh em nhá Đó Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 122 triệu Trả góp thì đang là 343 triệu ạ à. Có nên một giá tốt hơn Hay là khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết bài như nào Thì anh em gọi điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giống đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Ok tiếp theo tiêu cho về một chiếc xe Mitsubishi Parero Sport Bản máy dầu bản hai cầu ạ à. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 345 triệu ạ Khi mô dụ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng năm này Lam Ánh Nội đang là 1 tỷ 376 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 436 triệu ạ Còn ở tỉnh chỉ còn với giá đang là 1 tỷ 331 triệu ạ Trả góp thì đang là 391 triệu ạ tổng chi bánh còn thấp hơn so với cả giá miết anh anh em ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 349 triệu. Trả góp thì đang là 409 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng nắm bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điềm tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại do quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để một loại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho bạn. Ok, vậy video này mình đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng nắm bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport cho cả hai phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Với video này xin phép em sẽ dừng giờ ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều hộ xe trên trường Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng nón bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa mạng.